Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển thị trường trong nước trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo nguồn cung, nhiều chương trình xúc tiến thương mại, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và doanh nghiệp sản xuất để phát triển thị trường trong nước. Một trong những giải pháp được Bộ Công Thương đẩy mạnh triển khai là tăng cường mối liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước trung ương với nhau thông qua công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của gần 100 triệu người dân và hàng trăm ngàn doanh nghiệp, đồng thời mở rộng liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước trung ương và địa phương. Bộ Công Thương cũng như các bộ ngành liên quan đã tổ chức các chương trình kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa nhà cung ứng địa phương với hệ thống phân phối, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu và các tổ chức xúc tiến thương mại theo vùng và các nhóm sản phẩm tiềm năng, thông qua nhiều hình thức như là trực tiếp, trực tuyến, ứng dụng môi trường số và trực tiếp khi dịch bệnh đã được kiểm soát. Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo Cục Xúc tiến Thương mại tiếp tục tăng cường để phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam và rộng hơn là trên địa bàn toàn quốc, và thông qua các sở công thương cũng như là trung tâm xúc tiến thương mại và với các cái tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài và thông qua hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài là tiếp tục là tổ chức kể cả với hình thức là trực tuyến kết hợp với là trực tiếp. Chúng ta cũng là mời trực tiếp là đến Việt Nam để các cái đoàn mua hàng đấy, của các nước đến Việt Nam để tăng cường cái việc là mua hàng ngay tại thị trường Việt Nam. Chương trình kết nối giữa nhà cung cấp với các tổ chức xúc tiến thương mại và các nhà nhập khẩu được Bộ Công Thương phối hợp với các tỉnh, thành phố, tổ chức tại ba miền Bắc, Trung, Nam đã giúp các doanh nghiệp và sản phẩm thế mạnh của các địa phương đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ngay trên thị trường nội địa. Cái hoạt động là kết nối giữa nhà sản xuất với lại các nhà phân phối, các nhà xuất khẩu và các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước đã diễn ra được trong vòng 2 năm qua ở Bắc Trung Nam. Và năm nay 2022 thì ở miền Bắc ấy, thì là chúng tôi đã vinh dự là được là đón tiếp là trên 300 doanh nghiệp của các địa phương từ 21 tỉnh thành phố ở phía Bắc. Ở miền Trung tương tự như vậy thì chúng tôi cũng đã đón được là hơn 300 doanh nghiệp đến từ 16 tỉnh thành phố của miền Trung. Và với miền Nam này thì tại cái hội nghị này chúng tôi đã có là trên 300 doanh nghiệp. Mục tiêu của cái chương trình này đó là giúp là hỗ trợ các doanh nghiệp ở các địa phương đấy, những cái sản phẩm của địa phương, sản phẩm đặc trưng của địa phương có chất lượng tốt, có thể tiếp cận được thị trường nước ngoài, tiếp cận được những cái hệ thống phân phối hiện đại. Các chương trình xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước được Bộ Công Thương tổ chức có tính chất lồng ghép, hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước thông qua các chương trình thuộc đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đề án chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Sóc Trăng chúng tôi rất là đa dạng về các cái mặt hàng về cây ăn trái, bưởi, rồi cam, rồi xoài, chúng tôi sẽ liên kết trong nội tỉnh để sản xuất tập trung, có cái sản lượng hàng hóa vừa đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao, vừa có một cái sản lượng hàng hóa nhiều để cung cấp cho các nhà đầu tư. Chúng tôi sẽ lên liên kết mạnh đối với các cái vùng mà lớn, thí dụ như là Cần Thơ, thí dụ như là thành phố Hồ Chí Minh. Mặt khác đó là chúng tôi cũng sẽ có những cái hoạt động là đi liên kết từng tỉnh nhất định theo từng thời gian để làm sao mà đưa cái sản phẩm của mình là tiêu thụ tốt. Đồng Tháp là một cái tỉnh nông nghiệp, do vậy thì hiện nay Đồng Tháp hàng năm có khoảng trên 3 triệu tấn lương thực lúa cung ứng cho xuất khẩu. Cái thứ hai nữa đó là vấn đề những cái sản phẩm, những cái nông sản chủ lực như là xoài, rồi là cá tra, rồi là những cái nông sản khác. Đứng về ngành công thương thì chúng tôi có tham mưu cho cái lãnh đạo tỉnh để mà thực hiện những cái chương trình kết nối tiêu thụ nông sản trên các cái kênh phân phối thương mại điện tử, kết nối với các cái kênh phân phối lớn ở các cái siêu thị, các cái trung tâm thương mại lớn. Tỉnh cũng đã thành lập 3 cái trung tâm lớn ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc để làm sao cung ứng ra thị trường để nhiều người biết đến các cái sản phẩm Đồng Tháp.
Theo Bộ Công Thương, trong 9 tháng đầu năm 2022, các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dần phục hồi, nhu cầu hàng hóa bắt đầu tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng có quy mô cũng như là tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng nguồn cung hàng hóa cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, giá hàng hóa không có biến động lớn, thị trường tương đối bình ổn, lưu thông hàng hóa trên thị trường không còn chịu tác động quá lớn của dịch bệnh COVID-19. Thị trường trong nước với sức mua của gần 100 triệu dân luôn được xem là tiềm năng đối với các nhà sản xuất. Để phát triển thị trường, các nhà sản xuất thường có các hoạt động để kích cầu sản xuất và đa dạng hóa các kênh bán hàng của mình. Chúng tôi xây dựng song song 3 kênh phân phối, kênh phân phối thương mại điện tử, kênh phân phối trực tiếp và kênh phân phối vào những cái siêu thị. Kênh phân phối trực tiếp thì chúng tôi trải dài như nãy có đề cập là chúng tôi có hệ thống nhà phân phối đại lý khắp toàn quốc, trải dài tất cả những cửa hàng, những đại lý. Đối với siêu thị thì chúng tôi vào tất cả những cái chuỗi siêu thị lớn. Đối với cái thương mại điện tử thì chúng tôi bao phủ rất là mạnh. Với sự phối hợp giữa ba cái kênh đó thì chúng tôi hy vọng là sản phẩm quy phục đến tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất. Theo đánh giá của Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp cần tận dụng thời cơ, phát huy thế mạnh, ứng phó với các thách thức khi Việt Nam đã là thành viên của các hiệp định thương mại thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP. Các cơ quan chức năng cũng cần đưa ra những giải pháp triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại tại thị trường trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm, mở rộng thị trường, liên kết, hợp tác đầu tư. Về phía doanh nghiệp, việc tăng cường xây dựng các mối liên kết, giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm sẽ là những hoạt động thiết thực để phát triển thị trường trong nước một cách hiệu quả.